Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem video của mình nha. Hôm nay mình sẽ chỉ mọi người cách phân biệt bồ câu trống và bồ câu mái. Đó. Nè, bồ câu trống này, đây là bồ câu trống nha mọi người. Mọi người nhìn cái chân của nó nè, chân này nó ngắn hơn cái ngón này. Đó. Cái ngón này nó ngắn hơn ngón này, đó là bồ câu trống nha. Còn cùng bồ câu mái thì hai ngón nó bằng nhau. Cho ăn cốm nha mọi người. Cho ăn cốm thì nó dọn hơn. Đó, thấy cho mình cho ăn cốm không à? Nó dọn lắm. Nó không có đi lọt bài. Chứ cho ăn gỗ, ăn lúa là không bắp rồi là nó đi qua nhà người khác nó ở luôn. Giờ mình ít mà, còn người ta nhiều. Thì mình phải chơi kiểu đó thôi. Phân biệt bồ câu mà ở trong bài thì cũng dễ phân biệt hơn. Ở trong bài thì mọi người có một bài là người sẽ phân biệt dễ lắm. Những này có một câu mình phải phân biệt cách này thôi. Mình nhìn ngón chân của nó thôi. Câu này nó bồ câu trống nó bài ghê lắm mọi người. Mình két cánh nó luôn. Nó bài đi qua những hòn xóm nó không về luôn rồi. Rồi nó đúa quá nó về nó kiếm cốm nó ăn đây nè. Nó qua nhà người ta đâu có cốm nó ăn đâu. Này trưởng ba về nhỏ ngang. Nghe cái bị ké cánh luôn. Đi không thấy đường về luôn rồi. Giờ đúa quá rung giò phải về thôi chứ. Nhà người ta đâu có cho ăn cốm nữa. Cốm. Ăn cốm tốn cấy nữa. Này hỏi trời ăn nó. Mấy con bồ câu ghé ghé cổ này bất ưng lắm nè, ghé là bất ưng lắm đó. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đang xem video của mình nha. Mọi người thấy hay thì like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Tạm biệt mọi người.